hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rày, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Ít đằng nồ nhà tì nằng hồn, tu su khi tà hồn, tu nhà ta vô. Cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đằng qua ta mề bùn nhằng à sa qua kha già qua hà hồ tu, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhằng níp bà na sa bách cha dồ hồ tu, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả Niết Bàn. Dạ, hôm nay chúng con đã tạo phước thiện như tụng kinh lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới. Chúng con thành tâm hồi hướng phần phước thiện này đến Tứ Đại Thiên Vương, Vua Trời Đế Thích, Chư Thiên, hộ trì mỗi người trong lớp học Phật giáo Nam Truyền này, Chư Thiên ngôi, ở ngôi chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quà Tịnh Thất Thiện Hữu, Chư Thiên ở tại ngôi nhà các Phật tử trong lớp học, đến tất cả chư thiên Càn Thác Bà, Cầu Bàn Trà cùng Long Vương, Diêm Vương dưới nước trên bờ, xin các ngài hoan hỷ thọ nhận, và sau khi thọ nhận xin các ngài tùy hỷ phước này để được tái sanh về nơi nhàn cảnh, thoát khỏi mọi sự đau khổ, được an lạc lâu dài, và cầu xin các ngài hộ trì cho chánh pháp được tồn tại dài lâu. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy Ngũ Giới và hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân đến sư Trí Đức, đến sư Pháp Trang và cũng đến sư Pháp Thanh ạ. Kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới. Do phước thiện này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, cũng còn 3 phút nữa ạ. Dạ, con xin đọc thêm một bài phục nguyện ạ. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chơi cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thầy. Nguyện cầu Tam Bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại dáng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dạ, trong quá trình tụng kinh và thọ trì quy giới, nếu có điều gì sơ suất, con kính xin được sám hối với ba ngôi Tam Bảo, với quý sư và đạo tràng. Dạ, kính xin tất cả hoan hỷ với con ạ. Giờ này cũng là 4:29. Dạ, con đã thấy Pháp Sư quang lâm vào đạo tràng. Con xin mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahmacaro kathipati sahambati katang chadi anthiwarang ayachatham santi thasattap parachakhachati ka đề xê tu tham măng anu cam bi măng ba trăng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề.
Dạ, thủ tục trước khi buổi học cũng đã kết thúc. Giờ đây, dạ kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc chánh kinh ngày hôm nay. Dạ em xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh để chị điều phối chương trình ngày hôm nay ạ. À. Dạ kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ em kính dâng mic đến chị ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Thích Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn chị Metta, Thích Kim Nhung, Thích Thiện Mẫu đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Trang đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng để bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Thỉnh Pháp Sư, và bây giờ con xin phép được đọc phần chánh văn bài tương ưng hôm nay. Bài học hôm nay chương 1 tương ưng chư thiên, 8 La Mã phẩm đoạn, bài 4 La Mã mưa. Vật gì được mọc lên là mọc lên tối thượng, vật gì được rơi xuống là rơi xuống tối thượng, vật gì thường mậu hành, vật gì tuyệt tối thượng. Một thiên nhân hột giống được mọc lên là mọc lên tối thượng, cơn mưa được rơi xuống là rơi xuống tối thượng, con bò thường mậu hành, con trai thuyết tối thượng. Thế Tôn, huệ minh được mọc lên là mọc lên tối thượng, vô minh được rơi xuống là rơi xuống tối thượng, tăng già thường mậu hành, Đức Phật thuyết tối thượng. Bản kinh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh và con cung thỉnh sư giảng dạy rộng hơn cho chúng con được hiểu rõ được bài kinh này ạ. Dạ, Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. À. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. À, chào tất cả quý Phật tử. Và trước khi vào cái buổi sinh hoạt Phật pháp thì kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh hướng về Tam Bảo làm lễ một cách tóm tắt. Namutasa bhagavato varato samma sambuddhasa. Namutasa bhagavato varato samma sambuddhasa. Namutasa bhagavato varato samma sambuddhasa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đi diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bày gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thay cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh,
Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử sẽ nghiêm tịnh thân chủ ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc, thánh tăng và phạm tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh và phước điền của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương tạo kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an. Chúc quý trung hữu, quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, đến giải thoát trong ngày vị lai. Và hôm nay chúng ta học cái đoạn thứ tư là có cái tựa là mưa. Thì một cái vị chư thiên đã khởi lên và đọc bài kệ: vật gì được mọc lên là mọc lên tối thượng, vật gì được rơi xuống là rơi xuống tối thượng. Vật gì thường bộ hành, vật gì thiết tối thượng. Một chư thiên đã nói lên cái bài kệ: hột giống được mọc lên là mọc lên tối thượng, cơn mưa được rơi xuống là rơi xuống tối thượng, con bò thường bộ hành, con trai thiết tối thượng. Thì cái đoạn cuối cùng Đức Thế Tôn mới nói lên: huệ minh được mọc lên là mọc lên tối thượng, vô minh được rơi xuống là rơi xuống tối thượng, tăng già thường bộ hành, Đức Phật thuyết tối thượng. Thì chúng ta thấy rằng đó, trong cái đời sống nếu mà không có cái sự lưng lưu của nước đó, thì đời sống nó không có thể được duy trì. Đó, tất cả tứ đại nó vận hành phải có nóng có lạnh. Ra quý vị thấy rằng cái gì âm dương, âm là những cái mềm mại, lạnh lẽo, nhưng mà dương á là gì, là sự cứng rắn, nóng. Chính vì cái âm dương này nó vận hành, ta nói sao âm dương nó vận hành nó mới sanh ra mùa tiết. Mùa hè thì nó nóng, không tới mùa thu nó mát mẻ, đến mùa đông thì sao, nó lạnh. Mùa đông thì thường là lạnh lẽo, tới mùa xuân là mát mẻ điều hòa. Thì chính cái sự vận hành này đó thì nó mới tạo nên cái đời sống ở cái thế gian này. Nhưng mà cái gì nó cũng vừa phải, không có mưa đó thì cũng không được, mà mưa quá là mưa thì nó cũng sanh ra lũ lụt, mà không có nắng thì cũng không được, mà nắng quá thì nó khô hạn, rồi nó cháy rừng, không cày cấy, không trồng trọt gì hết thì cũng không được, rồi đó. Thành ra cái sự vận hành của tứ đại nó cũng phải điều hòa, chứ cái gì mà nó vượt quá thì nó cũng đem đến cái tai hại. Thành ra đó, ở thế gian thì người ta ta chú trọng vào cái mùa tiết, nhưng mà họ không thấy là cái điều quan trọng là cái gì, là cái pháp. Thường thường cái người nông dân, người nông dân họ gieo hạt,
đến cái mùa tiết là thích hợp, à họ gieo cái những cái hạt giống thì sao, cái những cái hạt giống này nó quan trọng với họ. À, khi mà có đầy đủ điều kiện nước nơi, à hạt giống nó mọc lên thì họ rất là mừng. À, còn bây giờ mà rải gieo những cái hạt giống xuống rồi đó, mà tự nhiên nắng lại, nắng quá những cái hạt giống nó bị khô, mà heo nó không mọc lên, thì coi như đó là cái mùa màng nữa, năm đó bị thất thu. À thì sao, hả, là mùa tiết nó thất thu á, thì lúa thóc lương thực, à nó tăng cao, nó tăng cao thì đời sống khốn khổ ha. Cho nên là khi mà cái người người nông dân á, à, người ta gieo những cái hạt giống xuống, mà nếu mà nó đủ điều kiện nó mọc nó phát triển thì đó là cái người ta rất là mừng vui, thì cái sự mọc lên của những cái hạt giống đó là quan trọng, là tối thượng đối với người nông dân. Rồi cơn mưa, là mưa thì thường thường nó rơi xuống đó, đó thành ra quý vị thấy rằng cái sự vận hành của nước đó, nước từ cái thể lỏng, à nước nó luân lưu, nó chảy từ ở trên cao, nó chảy xuống xuống thấp, à từ ở những cái khe núi, à nó chảy xuống, à dưới những cái dòng sông, những dòng sông nhỏ, à nó tụ lại thành những cái dòng sông lớn, từ những dòng sông lớn này đó, nó mới chảy ra biển cả. À, rồi sức nóng mặt trời đó nó nung nóng, à thì khi mà sự nung nóng như vậy đó, à, nước đó, nó gì nó bốc hơi, à nó bốc hơi lên trên một cái độ cao nào đó, à thì ở trên cao thường thường là cái nhiệt độ nó là lạnh, à khi mà đến cái nhiệt độ đó nó ngưng tụ lại thành mây. À cái mây này mà tích tụ nhiều quá đó, à, thì ra rơi xuống thành mưa. À mà cái thế gian này đó, à nếu mà nó không có sự luân lưu của nước đó, để nuôi sống các cái muôn loài, à thì nó cũng khổ. À cho nên là quý vị thấy rằng nó có những cái lúc, à những cái mùa khô hạn, à những cái khi mà cái thời tiết cái mùa khô hạn, à rồi nước bị nhiễm mặn nữa, à thì sao, thì người ta mong chờ, mong muốn có được một cái cơn mưa. À thì cái khi mà cơn mưa đó, à, rơi xuống như vậy đó, à là nói xong cơn mưa vàng, à cơn mưa vàng nó quý giá, giống như là vàng vậy, à, để nó cứu cho các cái cây cối người, à có được cái sự sống. Thành ra đó là cái cơn mưa đó là gọi là cơn mưa tối thượng. Rồi quý vị thấy rằng cái có những cái loài, à, như con ngựa, con bò, là, và con trâu, thường thường là nó đứng nhiều hơn nó nằm. À, rồi chính nhờ đó, rồi người ta làm mà hồi xưa thì chưa có máy móc, cho nên tất cả, à, những cái gì là do ngựa, bò, trâu nó kéo kéo xe, à, kéo xe đi, à, những cái đoàn thương buôn thì à, là xe bò, xe trâu, à, và sau này có lạc đà, à, nhờ những cái sức kéo đó để mà chở, chuyên chở hàng hóa,
À, để luân lưu, để thương mại buôn bán. À, thì từ đó à, cái đời sống người ta mới mới được đầy đủ, phải không? Cái người nông dân sản xuất ra lúa mà bây giờ không có cái người mà mua thu mua cái lúa này à, ở vùng nông thôn đem ra thành thị bán à, thì sao? Thì cái nguồn lương thực làm sao mà ở thành thị được cung cấp, phải không? Đó, thành ra đó cái những cái người thương buôn đó là nó họ là ở trung gian giữa cái người nông dân và cái người mà cần mà mua nông sản để mà sinh sống ha. Đó, thành ra là hồi đó là cái người ta nhờ cái sức kéo là của con bò à, con ngựa, con trâu chẳng hạn đó. Thì trên suốt một cái quãng đường dài đó, những cái con vật này á, nó phải phải kéo những chiếc xe, cho nên là con bò là bộ hành à, rồi thiết cái gì là tối thượng à, hồi xưa thì quý vị thấy không? À, những cái vị mà giáo chủ của các cái giáo phái là người nam à, người nam họ tu tập rồi à, đứng đầu các cái giáo phái à, thì người nam à, ở trong đây thì nói là con trai à, thiết tối thượng à, là như vậy. Nhưng mà đó đối với trong cái Phật pháp, đối với Phật giáo thì tất cả những cái điều mà hai cái vị chư thiên này nè, cái vị chư thiên này nói đó à, nó không có phải là quan trọng, nó không phải là tối thượng à, ra đó Đức Phật mới nói theo cái quan điểm là của Phật giáo à, huệ minh được mọc lên à, là mọc lên tối thượng à, chỉ vì thấy rằng đó cái hạt giống đó, à, nó mọc lên à, để nó đem đến cái sự no ấm đầy đủ. Nhưng mà cái sự mọc lên đó, của hạt giống người đời à, cái người nông dân cho là tối thượng, còn những cái người khác đó, họ đâu có cho là tối thượng nha. Rồi cái hạt giống này đó nó nảy nở lên, nó nuôi sống con người thì chẳng qua là nó nuôi sống có một một kiếp sống đó thôi, một ngày một bữa, chứ nó không thể nuôi nhiều ngày nhiều bữa à. Nhưng mà cái khi mà cái trí tuệ huệ minh ở đây là chỉ cho cái trí tuệ à, trí tuệ như thế nào là trí tuệ tối thượng, tức là cái trí tuệ thấy được đoạn trừ tất cả những cái phiền não lậu hoặc à, tuệ mà đưa đến thánh đạo thánh quả à, mới là cái trí tuệ tối thượng. À, khi mà cái trí tuệ nó sanh khởi lên đủ khả năng để sát trừ những cái phiền não à, thì sao? Như cái vị mà sơ đạo sơ quả đó thì diệt trừ được gì? Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì cái tuệ đạo này nè nó là tối thượng nha. Khi cái đạo nó sanh khởi lên à, nó có một cái sức mạnh nó sát trừ được ba cái hạ phần kiết sử nha. Và khi mà cái tại đạo này nó sanh khởi lên rồi đó à, nó sát trừ, nó mới đưa đến cái quả
thì cái tệ đạo quả này đó nó sanh khởi lên, không phải là chỉ một một cái giây phút hiện tại, mà nó suốt từ cái thời điểm đó, tức là từ cái sát na mà cái tệ đạo nó sanh khởi lên rồi đó, thì cho đến khi mà cái vị này tu tập đạt đến trở thành bậc thánh vô lậu đó, trong những kiếp sống đó, đó cái tà đạo quả này đó nó sẽ duy trì trong những cái kiếp sống đó, nhưng mà sao nó không quá bảy kiếp thì cái vị này đó sẽ đạt đến lậu tận và sẽ vô vượng niết bàn. Thì chính cái sát na mà nó cái sát na đạo nó sanh khởi đó, đó mới là cái sự tối thượng trong cái đời sống. Thì khi mà cái trí tuệ đó nó sanh khởi nào, nó diệt trừ được những cái sai lầm tà kiến, và cái cuối cùng hết ở trong cái tứ đạo tứ quả đó, tức là cái gì, cái vô minh nó bị diệt trừ, nó bị đạo bứng tận trừ, không còn dư sót. Cho nên khi mà cái đến đạt đến cái tứ đạo đó, nó mới hoàn toàn sát trừ tất cả những cái mầm mống, gọi là hạ phần kiết sử, thượng phần kiết sử. Cho đến lúc mà tất cả những cái thượng phần kiết sử thì trong đó nó có vô minh. Mà khi mà cái diệt trừ được cái vô minh rồi đó, thì khi mà vô minh mà rơi xuống thì cái vô cái đó mới gọi là rơi xuống tối thượng. Thế còn cơn mưa đó, thì nó chỉ đem đến cái mát mẻ một chút thôi. Bây giờ đang cái mùa hè, đang khô nó nóng bức, mà có một cơn mưa rơi xuống thì rất là quý, làm cho tất cả nó hạ nhiệt, nó mát mẻ. Nhưng mà nó đâu có hạ, nó đâu có mát, nó mát hẳn luôn. Nó chỉ mát trong một cái giây phút nào đó thôi. Nhưng mà quý vị thấy rằng bây giờ cái thời tiết bây giờ á, nó không phải như hồi trước nữa. Chứ nhớ là hồi mà lúc mà còn nhỏ đó, bắt đầu mà vô mùa mưa rồi đó, là bắt đầu cái khí hậu của bầu trời, cái không khí nó mát. Còn bây giờ không có, giờ hả, trời còn rớt hột mưa là còn mát, mà ổng dứt mưa rồi nó cũng nóng trở lại. Thành ra bây giờ mưa này nó chỉ mát được một giây phút nào đó thôi, trời còn mưa là còn mát, mà dứt mưa rồi đó là nó cũng hầm, nó nóng bức không chịu nổi, phải không? Đó. Ẩm mưa, cơn mưa mà nước mà nó nhiều ra, nó còn đỡ nha. Nếu mà đương nắng rồi bắt đầu mưa rắc xuống, không ướt đất á, là không có nổi nước trên cái mặt đất đó. Thì sao? Cái hơi đất ức lên, nó còn khó chịu, nó còn khổ sở hơn là hơn không có mưa nè. Cho nên á, có nhiều lúc đó, cái mưa đó thì nó là đẹp, nhưng mà có những cơn mưa đó,
trời đang đang nóng bức ha, oi bức, nhưng mà mưa kiểu mưa mưa rất bụi thì nó còn đem đến cái sự khó chịu, cho nên là không phải là cơn mưa nào là cũng cơn mưa dạng hết. À, chỉ có khi nào mà chúng ta đạt đến cái thánh lậu tận, à, đoạn trừ tất cả những cái nguồn gốc mầm mống của phiền hà não, tức là vô minh, thì lúc đó đó là vô minh rơi xuống mới là rơi xuống tối thượng. Rồi sân, chữ tăng già đây là âm, âm cái chữ sân khá đó. À, từ cái chữ sân khá là tiếng Bali, cho nên là khi mà thường thường là bên kinh Bắc truyền âm lại, hay là những cái nhà dịch giả đó. À, ở đây ngài Hòa thượng Thích Minh Châu thì cũng sử dụng cái ngôn từ là tăng già. À, tăng già. Ừ. À, nhớ là âm từ cái chữ sân gá, chứ không phải là tăng là già không. Chữ sân tăng già đây là chỉ cho tăng đoàn. À, từ cái sân gá đó, tức là cái đoàn thể, những cái vị mà xuất gia, thực hành theo cái con đường giới định tuệ, đi đến cái con đường giải thoát. À, thì hồi thời kỳ Đức Phật đó, thì chư tăng thường phải dân du đây đó. À, dân du từ từ những cái tịnh thất, tịnh xá này qua tịnh thất khác, du trên cái con đường đó. À, thì trên cái đường đi đó thì các ngài mới mới truyền bá cái giáo pháp, cái lời dạy của Đức Phật. À, thì mới nhờ cái sự chịu khó dân du đây đó, thì cái giáo pháp nó mới được lan truyền. À, thì quý vị thấy rằng trong cái bài kinh mà Đức Phật căn dặn những cái vị A-la-hán, năm vị A-la-hán đầu tiên của giáo pháp là cái nhóm năm vị Kiều Trần Như đó. À, lúc đó là chư tăng còn rất là ít. À, cho nên Đức Thế Tôn nó nói rằng một người đi một hướng, mỗi người đi một hướng, không nên hai người đi chung một hướng. Tại vì lúc đó chư tăng cái thời kỳ ban sơ rất ít, thì phải chịu cực, mỗi người đi một hướng. Nhờ đó mà cái giáo pháp nó được lan truyền. Và khi mà cái giáo pháp mà nó lan truyền ra đó, thì lần hồi đó thì có nhiều người hiểu biết, nhiều người hiểu biết mới mới có cái xuất gia, để mà thực hành. Cho nên là từ cái dân du đầy đó của chư tăng mà cái tăng đoàn mỗi ngày nó phát triển, và cái giáo pháp á, nó mới 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 được được lan rộng ra. Thì cái lời dạy của Đức Phật, cái lời dạy của Đức Phật, để thấy được gì, thấy được cái tứ diệu đế, thấy được, hiểu biết được cái khổ, cái khổ này không phải của riêng ai hết á, của tất cả chúng sanh ở trong cái thế gian này, ở trong tam giới này. Nhưng mà tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh,
có chúng sanh thì khổ mặt này, nhưng mà được được tốt đẹp về cái mặt khác. Tức là có người khổ ít, có người khổ nhiều. Tam giới này là khổ. Khi mà người ta hiểu đó rồi, hiểu được cái sự khổ rồi, và Đức Phật mới chỉ ra cái nguyên nhân của khổ đau, cái nguồn gốc khổ đau nó từ đâu. Là tập đế. Tập là nó quy tụ, quy tụ, nó kết tụ những cái do cái nghiệp báo. Nó tích tụ những cái mầm móng của các pháp bất thiện. Bất thiện thì nó đem đến cái tai hại khổ đau. Đức Phật thấy cái khổ đau của tất cả chúng sanh, ai cũng thấy. Nhưng mà cái nguyên nhân á, mình thấy nó không có chính xác, không có đúng. Chỉ có khi mà có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện thì ngài mới chỉ ra đúng cái nguyên nhân của cái khổ đau. Giống như mình bệnh, mình bệnh đơn giản bệnh đau bụng thôi, nhưng mà đâu phải cứ mỗi cái đau bụng nào nó cũng giống nhau. Cái đau bụng của cái người mà bị về cái đường ruột nó khác, cái đau bụng của cái người đau bao tử nó khác, đó mỗi cái khác nhau hết. Rồi cái người mà ảnh hưởng về gan thì cũng đau bụng nhưng mà nó đau khác. Cái người mà ảnh hưởng về cái thận thì nó cũng đau nhưng mà nó đau khác. Chứ đâu có cái hỏi nó đau bụng nó giống nhau hết đâu. Nhưng mà nếu mà những cái người mà không chuyên ngành về cái y học nó đâu biết. Hỏi ủa bị sao vậy, đau bụng quá, trời đau bụng quá. Thì cái người này họ không có kiến thức về cái y học y thuật đó, họ đâu biết. Thì cứ tưởng là đau bụng thì lấy thuốc đau bụng uống là hết, nhưng mà không phải. Đau bụng do cái đường ruột nó không có tiêu hóa được cái vật thực, thì nó khác chứ. Rồi đau bụng do đau bao tử nó bị loét, nó bị cái gì đó thì cũng đau bụng, nhưng mà nó khác. Phải uống thuốc bao tử chứ không thể uống thuốc đường ruột được, không? Rồi cái người mà bị cái gan nó hạnh cũng đau bụng, nhưng mà cái đau gan này phải uống thuốc cái đau gan đó. Cho nên đó là phải tùy theo cái nguồn gốc của cái bệnh. Cho nên Đức Phật nói bệnh ở chỗ nào thì phải trị ở chỗ đó, chứ đừng có bệnh mà rồi chạy đi miếu này kia, miếu này miếu nọ, rồi cầu khấn giáng sinh để mà cho nó hết bệnh. Thành ra sao, đói thì ăn rau. Hồi đó ngài hòa thượng ngài dạy đói ăn rau. Bây giờ khổ quá không có gạo ăn á, thì kệ đi hái rau, rau muống, rau trai, rau dịu, rau má rồi đó luộc ăn đỡ. Mà đau thì phải uống thuốc, thuốc nam thuốc bắc, đông dược tây dược gì đó, châm cứu bóng quyệt gì đó. Nó đau thì phải đi trị. Chứ đừng có đi mà đi thầy bùa thầy pháp đồng cốt rồi cái nọ trị bệnh là cái sai. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Phải hiểu biết về cái khổ và phải hiểu biết chính xác cái nguồn gốc của sự khổ. Rồi sao để giải quyết cái
cái khổ và để sửa đổi đoạn trừ của cái nguồn gốc của khổ này, phải thực những cái phương pháp tức là thực hành đạo đế mà đạo đế thực hành tròn đủ các cái bổn phận, các cái phương pháp, tạo trữ các cái pháp độ, thì sao nó đưa đến cái diệt đế. Chính khi mà đạt đến cái diệt đế đó, thì mới khổ, mới diệt trừ hoàn toàn. Thành ra đó, cái sự khổ đau phải được tận diệt. Rồi cái muốn diệt trừ được cái nguồn gốc của khổ đau đó, thì phải thực hành tất cả những cái phương pháp trọn vẹn đầy đủ, tức là đạo đế. Khi mà Đức Phật chỉ ra như vậy đó, để cho người ta hiểu biết được đó, chính cái chân lý tứ diệu đế này đó, là chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác với trí tuệ cao thượng ngài mới thuyết giảng để chúng sanh hiểu biết, để mà thực hành. Thì chính cái tứ diệu đế này do Đức Phật thuyết thì nó mới là tối thượng. Cho nên á, Đức Phật thuyết tối thượng là cái ý nghĩa như vậy đó. Đó là để quý vị nắm hiểu biết được cái phần chánh kinh. Đó, nhưng mà trong cái sự thực hành á, cái tệ đạo á, nó sinh khởi đâu phải mà mình hiểu biết được cái bắt đầu cái tệ đạo nó sinh khởi. Nó là một cái quá trình thực hành. Cái tệ đạo nó là cái quả. Thấy không? Cái quả. Mà muốn có được tệ đạo đó thì cho thì phải thực hành rất là nhiều. Đầu tiên là gì? Đầu tiên là mình phải có cái niềm tin, cái chánh tính cái đã. Rồi mình đặt cái niềm tin chân chánh, mình tin vào nhân quả, tin vào cái sự vận hành, cái định luật bất di bất dịch của vạn pháp. Là tức là gì? Tất cả mọi nguyên nhân sanh lên nó đều có nhân. Rồi nó sanh lên rồi đó, không phải nó trường cửu, bình thường, bền bỉ mãi mãi, mà nó sanh lên rồi nó diệt. Đó, chính vì nó luôn luôn nó sanh, nó thay đổi rồi nó đi đến cái đoạn diệt. Vì cái không hiểu biết mà mình chấp thủ, mà mình bắt buộc nó phải thế này không được, như khác thế nọ không như thế kia đó, mà nó không có được như cái ý của mình thì mình mới khổ. Và tất cả các pháp nó sanh lên là do nhân, do duyên, mình điều khiển gì đó, mình không có cái khả năng để mà điều hành, để mà sai sử, sai khiến các cái pháp. Do điều kiện, do nhân, do duyên. Khi nào mà nhân duyên đầy đủ thì pháp nó sẽ hiện khởi. Mà nhân duyên không đầy đủ
thì pháp nó không thể sanh lên. À, đó, dù là quyền lực mình là ông vua chúa gì ở trong cái thế gian này cũng vậy. À, mình không có biểu nó sanh lên được. Thấy không? Đó, trải qua cái nạn dịch vừa rồi gì thấy không? À, mình mới thấy rõ là các cái pháp rất là công bằng sòng phẳng nha, từ những người nghèo khổ vô gia à, cho đến những cái người giàu có à, cho đến mà hoàng thân quốc thích bộ trưởng thủ tướng tổng thống gì đó, là nó cũng cũng dính á, cũng dính cái COVID này nè, thấy không? À, ra đó ông là tổng thống, ông có điều khiển được cái con virus này à, đó, do nhân do duyên này à, ông tiếp xúc tiếp cận với người ta mà ông không có khéo, ông có không có phòng hộ đầy đủ các cái phương pháp là nó tấn công, là nó dính này. À, đó. Thành ra đó các pháp là nó vận hành như vậy đó, chứ nó không có dưới quyền điều khiển của ai đó. Nó không có sợ ai đó. Đừng nói ông là vua chúa, ông là tổng thống, ông là bộ trưởng bộ quốc phòng, súng ống nhiều, xe tăng tên lửa máy bay nhiều mà tôi sợ ha. Bộ trưởng bộ quốc phòng cũng bị à, rồi à, tổng thống rồi cũng bị, thủ tướng cũng bị à, cho đến cái người nghèo khổ, những người vô gia cư rồi cũng bị hết. Để chúng ta thấy rằng nghiệp báo là nó bình đẳng và các pháp nó vận hành là không có chịu cái sự điều khiển của bất cứ một ai à, để từ đó mà chúng ta có cái niềm tin à, cái niềm tin chân chánh, tin vào nghiệp quả à, rồi có cái chánh chánh tính à, chánh tính rồi đó mình phải có cái tâm hướng về những điều chân chánh để loại trừ những cái tà dại à, cái chánh tính là nó thanh lọc, nó diệt trừ cái gì, cái tà tính. Rồi nếu mà mình có chánh tính không cũng chưa đủ, cái tâm hướng về những cái điều chân chánh à, loại trừ những cái tâm tà dại à, tà kiến sai lầm à, thì tà chánh tính à, có chánh tâm, chánh tâm là tâm hướng chánh để chúng ta có tầm cầu tìm hiểu à, lắng nghe ghi nhớ à, những cái pháp mà lợi ích tốt đẹp à. Rồi. Khi mà mình lắng nghe, mình hiểu biết rồi đó, mình mới có cái trí tuệ à, cái trí tuệ này phân biệt được cái điều nào là điều thiện, điều nào là điều bất thiện nhá. Thì sao bắt đầu mình mới loại trừ những cái nào là sai lầm bất thiện, mình loại trừ hết à, rồi mình thực hành gì, thực hành những cái pháp thiện à, những cái lợi ích à, lợi mình lợi người à, những cái điều mà đem đến cái lợi ích tốt đẹp cho chính bản thân và những người xung quanh à, đó. Rồi. Khi mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta thực hành à, mình hiểu biết xong rồi thì mình phải thực hành à, đó, chính nhờ đi vào cái pháp hành à, giữ giới rồi tu tiến
làm những cái việc là bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ gì đó. Là những cái pháp nè, nó là cái sự hỗ trợ. Hỗ trợ khi mà chúng ta tu tập cái thiền tuệ, thì đạt đến những cái tuệ giác, thì nó mới đem đến cái lợi ích tối thượng. Đó. Cho nên đó là phải đi từng bước. Chứ không phải mình nói giờ thôi, tôi giờ tôi ráng học, tôi có trí tuệ. Khi nào mà trí tuệ hiểu biết mọc lên là tối thượng. Chưa. Chừng nào mà đạt đến cái tuệ đạo đó. Tuệ đạo. Đạt đến cái tuệ đạo mà sơ đạo. Cho đến khi nào mà đạt đến cái tứ đạo đó. Đạt đến tứ đạo thì mới nói là đạt đến cái trí tuệ tối thượng. Chứ còn cái vị sơ đạo là gì? Vị thánh hữu học, còn phải học nữa. Mình mới vô có đại học là còn phải trải qua 4 năm nữa. Khi nào mà mình lấy được cái bằng cử nhân, rồi thạc sĩ, rồi tiến sĩ, khi mà mình đạt đến cái bậc cấp cao nhất là tiến sĩ rồi đó, thì lúc đó mới là vô học, không còn học nữa. Thì lúc đó mới là tối thượng. Cho nên là chúng ta phải hiểu biết, chúng ta đi từng bậc. Quý vị nhớ lại đi, khi mà quý vị mới hiểu biết như vậy, hồi đó mình chưa phân biệt được, mình cũng ai biểu ăn chay mình ăn chay, ai biểu làm gì mình làm theo cái điều đó, thấy không? Rồi sau này khi mà mình có cái sự phân biệt mình mới hiểu, không phải như vậy. Để mình xác lập được cái niềm tin, khi có niềm tin chân chánh rồi đó, thì mình mới có cái tâm hướng về thực hành những cái điều đúng đắn. Đó, khi mà chúng ta đi theo cái phương pháp thực hành đúng đắn, cái tâm nó hướng về những cái điều chân chánh, rồi sao chúng ta mới tìm như thế nào là thiện, thế nào bất thiện, để mà chúng ta có được cái nhìn một cách chân chánh, cái chánh kiến, chánh tính, chánh tâm. Phải có chánh kiến, nhưng mà cái chánh kiến này nó còn phạm, không? Chứ chưa phải là cái chánh kiến của bậc thánh. Chừng nào mà mình cái chánh kiến của mình mà nó đủ sức, cái nhìn của mình mà nó mạnh mẽ, nó diệt trừ tất cả những cái tà kiến, ngày đó mới là cái tà đạo rồi. Lúc đó là nó mới có cái sức mạnh, cái công năng để sát trừ, thì đó mới đưa đến cái tối thượng. Cho nên chúng ta phải hiểu biết vậy, rồi chúng ta tu tập theo cái lời dạy của Đức Phật. Khi mà chúng ta đạt đến những cái tệ đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, cho đến tứ đạo, thì lúc đó đó là mới gọi là mọc tối thượng và rơi tối thượng. Khi mà cái tứ đạo nó sanh khởi lên là nó hoàn toàn nó sát trừ cái si mê tà vô minh, thì như vậy là cái
đạt đến cái điều tối thượng. Nha, thí dụ như khi mà người ta cái người mà leo núi đó, người ta leo lên cái đỉnh mà cao nhất ở trên cái thế giới này là gì? Là cái đỉnh Everest. Ha. Khi mà họ lên được tới cái đỉnh đó rồi thì sao cái đỉnh nó không còn gì nữa. À, hiểu vậy đó. Khi mà một cái vị mà hành giả tu tập đến cái tứ đạo tứ quả rồi đó thì sao? Nhiệm vụ đã hoàn thành, những việc cần làm đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống. À, thì lúc đó đó mới mà xong rồi đó, xong bổn phận, xong cái nhiệm mà xong rồi đó, xong bổn phận, xong cái nhiệm vụ ở trong cái thế gian này. À, sau kiếp sống này không còn tái sanh ra nữa. À, tất cả những việc cần làm đã làm xong. À, gánh nặng đã đặt xuống, hay là ở trong những cái bài kinh các ngài đọc lên những cái bài kệ của các vị mà đã đạt đến cái tứ đạo đó. À, giống như cái con voi mà nó đã bứt khỏi cái xiềng xích. À, hiểu gì thấy rằng cái con voi là cái con vật to lớn nhất phải không? Nhưng mà nó bị những cái sợi dây, à, những cái sợi dây xích, trói buộc. À, dù nó to lớn, nó mạnh mẽ, nhưng mà nó đâu có làm được cái điều mà mình mong muốn. Nó bị giam hãm. À, người ta muốn cho ăn thì cho ăn, mà người ta muốn đánh đập thì người ta đánh đập. À, ta sai khiến phải kéo gỗ, phải làm thế này thế này kia, phải lăn đá này kia. Khi mà còn bị cái sợi dây xiềng nó trói buộc thì phải làm theo cái sự điều khiển của cái người chủ, của cái người này. Nha. Mà khi mà bứt khỏi cái xiềng xích rồi thì giống như là tự do, mình có thể thông dong tự tại, mình đi vô rừng mình muốn ăn mình ăn, muốn xuống những cái ao nước mình tắm mà tắm. Nha. Chứ còn mà mình bị mà trói buộc, à, thì sao? Còn bị cái móc sắt, à, cái giáo nhọn của cái người điều khiển, bây giờ nó bắt mình kéo gỗ, không kéo mà nó lấy cái giáo nhọn nó đâm, à, nó điều khiển mình quẹo bên phải mà mình quẹo bên trái là nó lấy cái giáo nhọn nó đâm vô ngay cái lỗ tai, nghe không? Đó. Đó, mà khi mà mình đã bứt khỏi những cái xiềng xích thì lúc đó là gì? Là giải thoát, thì mình không còn phải dưới quyền cái sự điều khiển của ngũ ma. À, ngũ ma mà trong đó là cái phiền não ma là cái quan trọng nhất. À, mà mình thoát khỏi cái sự cai quản, cái quyền lực của phiền não ma là như vậy là an vui rồi, thấy không? Đó, và chấm dứt từ nay sau là chỉ còn chờ cái ngũ quẩn ma dương, tao cả cái thân ngũ quẩn này cho mày nữa rồi xong. Từ nay sau là không còn bị ai điều khiển chi phối hết. À, thì như vậy đó thì mới gọi là cái trí tuệ tối thượng. À, đi qua cái lời dạy trong phần chánh kinh và qua cái sự học hỏi tìm hiểu từ các bậc trưởng lão, cũng có chút ít những cái kiến thức, những cái hiểu biết để chia sẻ đến quý vị. Với phước báo này kính cầu cho chúng ta có thêm được những cái hiểu biết về cái lời của Đức Phật để chúng ta
cố gắng nỗ lực thực hành để đem đến một đời sống an vui trong nghiệp để hướng đến con đường giải thoát những cái tệ giác nó sanh khởi và chúng ta thực hành để đem đến cái lợi ích tối thượng. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, vượt qua những cái chướng ngại ốm đau bệnh tật để nỗ lực thực hành. Cầu mong chư thiên nguyên khí đức báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ cung thỉnh chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị. Dạ sa thủ đành thai, chúng con xin thay mặt đại chúng đông trung, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thiền tọa Pháp Thanh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay cho chúng con được học hiểu và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn giúp thiền vụ viện Metta Quang Thanh đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ cảm ơn Kim Nhung. Dạ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh dùng tạm tách nước ở tỉnh thất Thiền Hữu Bát Sư. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, vị nào có thể đưa bàn tay xung phong lên để có những câu hỏi mà trong bài học ngày hôm nay thượng tọa Pháp Thanh đã giảng giải qua chỗ nào quý vị chưa rõ hoặc có thắc mắc điều gì thì kính mời quý vị trong khi chờ đợi thượng tọa Pháp Thanh dùng nước ạ. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ trong đạo tràng vị nào xung phong? Không có vị nào xung phong là hôm nay là Nhật Quỳnh mời mà mời MC nha, mời Kim Nhung nha. Alo. Dạ không có vị nào xung phong thì mời Kim Nhung. Trong bài giảng của thượng tọa Pháp Thanh Kim Nhung hiểu như thế nào và có thắc mắc như gì thì xin đưa bàn tay, được quên mời Kim Nhung nha. Dạ, chị ơi. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, mà bài học sư mới giảng xong. Còn cái đầu em còn đang nghe, còn chưa kịp suy nghĩ gì hết. Dạ chị mời thì em lên ngay ạ. Dạ con thưa sư, bài học ngày hôm nay sư giảng thì con thấy bài nào cũng hay, lời Phật dạy bài nào cũng hay hết. Khi mà trong bài Pháp nói là khi mà vô minh mà được rơi xuống thì là cái sự rơi xuống tối thượng, rồi huệ minh được mọc lên là sự mọc lên tối thượng. Thì con thấy sư giải thích thì con hiểu theo trí văn thì con cũng được hiểu như vậy, nhưng mà khó quá thưa sư. Vô minh mà rớt xuống thì mới là tối thượng, rồi huệ minh được mọc lên. Nhưng mà trong cái quá trình như tụi con thì đang ở trung gian, vô minh thì cũng chưa rơi xuống mà huệ minh thì cũng chắc là cũng có, mà có chút chút xíu như là cái mầm tí tẹo thôi. Thì như vậy là tụi con cũng còn phải là biết cái đường mình đi là còn xa xa xôi lắm. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà mình chưa có được cái gì hết, còn tham sân si tràn đầy, thì tụi con phải làm gì đây? Phải học, phải hành. Rồi như sư dạy thì mình cũng phải tùy duyên. Nhưng mà trong cái sự tùy duyên này á, thì mình lại tăng thêm phiền não. Tức là mình cũng biết là cái đời người nó rất là khó, phải cố gắng học, cố gắng hành. Thế nhưng mà mình cũng cố gắng nhưng mà nó cũng chưa tới đâu hết. Rồi cái mình thấy là tuổi thì nó ngày càng chồng chất mà chưa được tới cái gì thì mình cũng cố gắng. Thì khi mà mình cố gắng á, thì mình lại là tham. Rồi cái thấy học hoài mà vẫn cứ ngu dốt hoài. Thì như vậy là nó lại sân, cuối cùng thì tham sân si nó cũng cũng còn nguyên. Rồi
Như vậy thì lại tiếp tục sanh tử tiếp, rồi lại cũng cũng như vậy, đường tụi con đi còn rất là nhiều chông gai, cứ đi rồi vấp té rồi ngã xuống rồi lại đứng lên, thì con cũng thấy được là con cũng phải như vậy, tức là mình cứ đi rồi té thì mình đứng lên. Thì trong cái quá trình mà té thì cũng trong quá trình đi như vậy cũng có nhiều vướng mắc, thì khi có những vướng mắc thì tụi con có được hiểu là qua những bài pháp của quý sư, nhưng có những vướng mắc thì quý sư cũng giải thích rồi nhưng mà con cũng chưa được hiểu lắm. Thì con cũng xin được hỏi như thế này, hiện giờ con cũng còn cái vướng mắc như vậy ạ, là khi mà mình học và mình phải quán sát, phải có niệm, tức là mình phải kiểm soát căn, các căn với mình kiểm soát các căn, khi mà căn với trần nó tiếp sau xúc với nhau thì mình phải kiểm soát, mình không có được nghĩ đến tương lai vì nó chưa đến, và cũng không được nghĩ đến quá khứ vì nó đã qua, mình chỉ biết là hiện tại thôi. Nhưng mà con thì con thấy là có những kế hoạch, những việc làm mà mình cũng phải suy tư, chứ còn nếu mà mình nói là mình vì nó chưa đến nhưng mà mình phải suy tư, chứ không phải là mình nói là nó chưa đến rồi mình đừng có nghĩ tới. Ví dụ như là khi mà mình định một cái kế hoạch gì đó, ví dụ như là kế hoạch lương y của năm 2021, thì bây giờ tụi con cũng cũng có tác ý là mình cũng sẽ tham gia một cái nơi nào đó, rồi cũng phải chuẩn bị về tài vật, rồi cũng phải chuẩn bị về những cái liên quan tới nó, rồi cũng trao đổi, rồi cũng nói chung là nó cũng phát sinh những cái mà trong quá trình mình liên hệ đấy có những cái mà mình cũng không được vừa lòng. Thì như vậy á, thì mình lại tiếp tục mình chồng chất thêm tham sân si. Thì như vậy thì mình có cái gì mà nó chưa đúng ở chỗ này thưa sư? Dạ, sư hoan hỷ giải thích giúp con và giúp con mình tháo gỡ, để trong cái quá trình mình tác ý đến một cái việc làm gì đó trong tương lai mà mình vẫn hoan hỷ, rồi mình có nhiều lợi ích cho cả người và cho người và cho chính mình, thì để cho mình yên tâm mình làm những cái việc mình đã định đặt. Dạ con kính thỉnh sư giúp con ạ. Dạ kính tri ân sư, dạ kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Gia Giá. Kính lễ chư tôn đức, chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Sự thật ra thì chúng ta phải hiểu về nè. Hồi trước mà mình chưa có hiểu biết về Phật pháp đó, mình giống như là cái người mà ở trong cái đêm tối vậy. Thấy không? Khi mà quý vị không có một chút ánh sáng nào đó thì quý vị đâu thấy được là cái chỗ nào là nó có gai gốc, cái nào là hầm hố. Thấy không? Mình cứ âm thầm mình lần mò mình đi sao rồi mình bị những cái khổ đau, gai gốc nó đâm. Nhiều khi mình bị té, dấp té, những rơi xuống những cái hầm hố đầy dẫy xung quanh mình. Thấy không? Nhưng mà may mắn, mình thấy ở đằng kia đó nó có một chút cái ánh sáng, có một chút ánh sáng nó le lói thôi. Nhưng mà một chút ánh sáng le lói này đó nó làm cho mình nhận thức được, mình nhận thấy được những cái xung quanh mình, để gì, để mình tránh. Ví dụ như bây giờ em mà có một cái ánh sáng, cái ánh trăng non đó. Ánh trăng non thượng tuần, dù cho là cái cảnh vật mà nó mập mờ nhưng mà nó còn đỡ hơn là tối thui mà không thấy gì. Thấy không? Đó thì bây giờ mình mới ở cái giai đoạn đó,
mới cái giai đoạn mà cái ánh trăng non nó le lói lên thôi, hay là một cái nguồn ánh sáng, một nguồn ánh sáng này nó còn giống như con đom đóm nhỏ 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 vậy đó, và còn đỡ hơn là tối thui nha. Tiếng Việt Nam mình nó nhiều thứ, tối thui, tối hù, tối mò, tối mà nó cũng nhiều nhiều cái trạng thái. Khi mà tối thui á, không có nhận thức được cái gì hết á, tại sao mình phải phải mò mẫm, tự động mình mò mẫm mình kiếm cái những cái sinh vật xung quanh. Bây giờ nếu mà có được một cái ánh sáng, cái con đom đóm nó chớp tắt, nhưng mà nhờ có nó mình còn nhận thấy được một chút những cái vật mà gần gần sát bên mình, hay là có cái ánh trăng non dù là nó rất là mờ, nhưng mà mình còn đỡ hơn là cái là tối thui. Đó, chính nhờ cái mình nhận được rồi đó, mình bắt đầu mình phải tiến bộ lần lần lên. Mình bị bủa vây bởi phiền não. Bây giờ đó, mình biết được là nó cũng đỡ hơn rồi, thấy không? Đó, hồi đó mình không có thấy được những cái tai hại nguy hiểm, gai góc, những cái vật mà sắc nhọn, này những cái hầm hố, bây giờ mình thấy nó mình tránh. Nhưng mà bây giờ á, cái ánh sáng nó còn quá yếu, thấy không? Ánh sáng quá yếu thôi, mình tránh được phần nào thôi, nhưng mà mình cũng bị gai đâm, rồi mình cũng bị vấp ngã. Thì cái dầu sao chăng nữa có chút ánh sáng này nó còn đỡ hơn hồi đó. Hồi đó là cứ cứ bị té lên té xuống liên tục, bây giờ là mình cũng bị té nhưng mà mình tránh được một hai chỗ mà mình mới bị té, thì nó cũng đỡ hơn chút rồi đó. Từ đó đó chúng ta cố gắng nỗ lực, cố gắng nỗ lực. Thì cái này á, sao? Bởi vì Đức Phật mới nói là tự mình phải thắp đuốc lên mà đi. Bây giờ mình hiểu biết được, mình phải phải tìm kiếm phương pháp này phương pháp nọ, gom góp kiếm cỏ khô, lá dừa, bất cứ gì đó để mình gom góp lại mình làm cái ngọn đuốc. Bây giờ Đức Phật là chỉ mới tạo ra được một cái đống lửa, mình thấy được rồi đó, mình phải kiếm để mình làm cái đuốc để mình thắp lên để mình đi. Chứ Đức Phật không có làm sẵn cái đuốc. Đức Phật chỉ cho mình có một nguồn sáng để mình thấy được, để mình hiểu biết, để mình ráng mình dấn bước trên cái con đường tu tập của chính mình. Đó, thì tất nhiên lúc đầu mình tu tập thì nó còn khó lắm. Còn vấp ngã, còn té lên té xuống, còn bị phiền não rồi nó tra tấn, nó quật ngã, rớt lên rớt xuống, khóc không? Nhưng mà đó mình cũng thấy rằng mình cũng có đỡ hơn chút nào. Ví dụ như bây giờ cái người mà bệnh á, cái cơ nó hoành hành đau đớn quằn quại, nhưng mà bây giờ có người họ cho được viên thuốc uống vô đâu phải hết liền, thấy không? Cái cơn đau đó, nó cũng còn âm ỉ, nhưng mà đó cái cao điểm mà nó quằn quại thì nó giảm xuống rồi, thấy không? Thì đó, bây giờ mình thấy được rồi mình phải ráng uống thuốc thêm. Bây giờ cơn đau nó cũng còn nữa, nó cũng rầy rứt, nó âm ỉ,
Thì mình ráng uống thuốc thêm, uống thuốc thêm từ từ nữa, đành hồi nó mới hết. Thì cũng vậy đó, mình cứ từng bước à, mình đừng có nản chị à, à, trời ơi tưởng sao tu tu tập mà giờ cũng thấy tham sân còn đầy rẫy, vậy tu tu gì, nhưng mà không phải đâu à. Mình nhìn lên á, mình không bằng ai à, mình nhìn lên á, những người mà ta đã đi trước rồi, nhưng mà mình quay quay ngược mình nhìn lại đi, mình nhìn lại phía sau, trời ơi ở phía sau á còn thằng đàn, một cái con đoạn đường dài những người ở phía sau mình nữa đó à. Mình biết là mình vậy mình cũng có hạn nè, hồi đó bị phiền mà não nó bủa vậy mình đâu biết đâu, nhưng mà bây giờ mình biết, mình nhận biết được à, mình còn tham, mình còn sân là hay rồi à, hay hơn những cái người mà bị si mê vô minh nó bủa vậy à. Mình mới chỉ là cái con gà mới vừa khảy mỏ thôi, mới khảy mỏ hít được một chút không khí ở ngoài, mới thấy được cái ánh sáng le lói, nhưng mà còn đỡ hơn là những cái anh kia còn bao bọc, còn nằm ở trong 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 cái vỏ trứng hả. Thì bây giờ cái nhiệm vụ mình sao, mình phải tiếp tục à, mình hít thở khí trời cho nhiều vô không? Rồi sao mà phải từng bước à, dùng dãy dùng dãy dùng dãy à, để gì, để lần hồi cái vỏ nó mới nứt lần nứt lần nứt lần à, cho đến khi nào mà cái sức mạnh đầy đủ à, không? Mới ban đầu chỉ khẽ mở một cái lỗ nhỏ này. Từ cái lỗ nhỏ này nè bắt đầu á, cái sức mạnh mình dùng dãy từ từ cái vỏ nó mới rạn rạn từ từ à, đến một lúc nào đó đó à, nhờ mình hít thở khí trời rồi cái sự phát triển của thân thể à, thì lúc đó con gà con mới đủ sức mạnh này đó, dùng dãy để phá vỡ cái vỏ trứng à, lúc đó nó mới nó phát triển. Thì cũng vậy mình phải từng bước à, để phát triển à, chứ không có tự nhiên mà nhảy vọt được, nghe không? Quý vị thấy những cái người mà họ nhảy cao đó, họ dùng những cái sào dài đó họ nhảy, nhưng mà sao trời ơi cũng vất vả lắm, cũng trầy di róc rãi, cũng té lên té xuống, cũng bầm dập, có nhiều khi cũng phải gãy tay gãy chân, rút kinh nghiệm nhiều 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 lần à, họ mới đạt được cái đỉnh cao 2 mét 2 mét mấy, à, hoặc là nhảy cái sào gì với 7 8 mét gì đó, đúng không? Đó. Thành ra cái gì vậy á, nó cũng đòi hỏi chúng ta phải có sự kiên trì, sự nỗ lực à, đó. Mình á, khi mình có trí tuệ, cái hiểu biết à, nhưng mà cái hiểu biết này á, nó còn non yếu à, mình phải cố gắng nỗ lực à, mình có phải có cái chí hướng, cái ước muốn à, thì bắt mình nói là cái mong cầu, cái ước muốn này đó là nó còn phiền não à, nó là tham, đúng không?
lúc đầu mình còn mong cầu, mình ước muốn phải hành được vậy, phải làm được cái việc kia, phải làm được cái việc nọ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Gà giá. Dạ không biết là, dạ, cảm ơn cô Nhị Quỳnh. Dạ. Tại đường truyền nó hơi trục trặc, nó bị rớt mạng. Dạ, xin quý vị thông cảm ha. Thì mình cố gắng, mình nỗ lực. Biết rằng cái lúc đầu khi mà chúng ta mới tu tập đó thì chúng ta cũng bị trói buộc của phiền não. Bây giờ mình mong muốn mình ngồi thiền, mới đầu mình ngồi thiền muốn ngồi được nửa tiếng, nhưng mà bây giờ mới có chừng 20 phút nó đau quá trời đau rồi, không? Rồi cái bắt đầu mình bực bội, trời ơi sao người ta ngồi cả tiếng 2 tiếng không sao, tôi ngồi mới có 20 phút nó đau gần chết, không? Thì sao? Vì mình muốn ngồi nửa tiếng là tham, mà không đạt được thì mình sân. Không? Rồi bây giờ mình muốn đi làm phước, bữa nay mình đi cùng phước trai tăng về kia kia nọ nha, nhưng mà sao trục trặc, xe nó tới trễ, thời tiết nó mưa bão quá đi không được. Rồi nhiều khi mà sắp xếp rồi hết rồi, chuẩn bị đồ đạc hết rồi, sáng thức dậy giờ trời đất ơi bây giờ nó nhức đầu quá, nó đau đầu quá đi không được. Trời ơi, tự nhiên là hôm sau bây giờ cái ngôi nhà nó nhức quá đi, cái bắt đầu bực bội, trời ơi sao kỳ vậy này kia nọ, thấy không? Tại sao? Tại mình còn chấp, mình còn chấp phải như thế này phải như thế kia. Mà sự thật ra đó, quý vị nên nhớ là Đức Phật dạy á, các pháp là vô ngã, mình có điều khiển được nó gì hết. Đó, thành ra biết thôi bây giờ mình sắp xếp như vậy, cái tác ý mình á là nó chuẩn bị như vậy, nhưng mà bây giờ á cái điều kiện, cái nhân duyên nó còn thiếu thì thôi. Thì có thể là mình nói với mấy người bạn mình nhắn gửi gì đó, bây giờ dễ rồi, điện thoại, bây giờ tôi hùng hước vậy 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 đó, không? Trời, mình cũng cái tác ý, mình cũng làm phước, mình tạo phước, vậy là tốt rồi. Bây giờ
là sắp xếp mình ngồi thiền. Thay vì cái ý của mình là muốn ngồi nửa tiếng, nhưng mà giờ 20 phút giờ nó đau quá rồi. Cái sự kham nhẫn mình nó lên đến đỉnh điểm rồi thì thôi, bây giờ nó đau quá tê quá thì bây giờ mình sao mình xả ra. Không có, Đức Phật không có bắt buộc. Ở trong trường thiền ra quy định, nhưng mà đâu ai nói là cả thiền sinh ai cũng phải ngồi một đúng một tiếng đồng hồ. Ai mà không ngồi đúng tiếng đồng hồ là bị kỷ luật, bị cái này bị cái kia đó. Người ta quy định như vậy, nhưng mà tùy theo cái sức khỏe của mỗi người, thì mình ngồi được 20 phút là tốt rồi. Bây giờ nó đau quá thì mình thay đổi, thay vì hồi nãy giờ mình tọa thiền, giờ mình thay đổi khoai nghi, mình đi kinh hành, thấy không? Thì cái sự hành của mình đó vẫn tiếp tục. Nếu mình không nên chấp thủ là phải ngồi kiết già mới là ngồi thiền, phải ngồi mới được, không có, ngồi cũng được, đi cũng được, đứng cũng được. Bên trường thiền thiếu gì những cái thiệt vị thiền sinh mà những cái vị mà hay bị hôn trầm đó, người ta hành thiền bằng cái quan nghi đức đó. Đó đó, thành ra mình phải thấy bất cứ cái sự chấp thủ nào mà nó cũng đưa đến cái sự khổ đau. Tại vì mình chấp thủ vào cái quan nghi ngồi, phải ngồi mới được, phải ngồi mới được, phải ngồi kiết già mới là thiền. Chứ sự thật ra mình tọa thiền, hành thiền, là hoặc là mình hành thiền đứng, thậm chí mình có thể mình nằm, những người bây giờ không bị bệnh, già lớn tuổi rồi, già yếu rồi, giờ cứ nằm trên giường hoài mà giờ mà nói mà bắt là phải đỡ lên ngồi thiền sao được, thấy không? Nhưng mà cái điều quan trọng là mình biết rõ cái giây phút hiện tại vậy thôi. Thành ra cái thiền ấy không phải là cái quay nghi gì hết, nhưng mà cái trí tuệ chánh niệm tỉnh giác hiểu biết rõ ràng ngay giây phút đó là thiền. Còn mình khổ đau tại mình chấp phải như thế này, phải ngồi kiết già, phải ngồi một tiếng rồi kia nọ. Thành ra chính vì thủ mới hữu, chấp thủ phải làm cho bằng được. Thấy không? Mới khổ. Còn bây giờ biết rối các pháp là vô ngã, mình cứ điều khiển gì được hết. Thôi bây giờ cái sức khỏe mình, cái điều kiện của mình nó vậy, mình cứ chấp nhận bám theo pháp, tùy pháp thuận pháp. Mà sức khỏe đầy đủ, điều kiện đầy đủ thì mình đi đến để mình đặt bát, mình cúng dường. Điều kiện đầy đủ thì mình dâng y thế này thế kia. Còn giờ mình sức khỏe nó đột ngột, nó bị bệnh, thời tiết nó xảy ra diễn biến bất thường thì mình chấp nhận theo hoàn cảnh, đúng không? Bây giờ cái sự sắp đặt, cái kế hoạch là mình phải có, thấy không? Nhưng cái pháp nó diễn tiến có thuận lợi, có phù hợp hay không là một cái điều khác nữa, thấy không? Bây giờ á, sư là phải chuẩn bị bài vở. Hôm qua mình xem cái phần chánh kinh cái đã, thấy không? Rồi bắt đầu mình coi
những cái chi pháp nào như thế nào thế nào ha, mình phải phải chuẩn bị trước. Nhưng mà đùng cái đường dây nó trục trặc, nó bị cúp điện. À đó, ngày hôm qua cúp điện, thành ra đâu có lên giải pháp được, rồi sáng nay còn tiếp tục nữa nè. Hôm qua nó mới dựng trụ mà nó chưa kéo dây, bữa nay bắt đầu đó, là sáng nay là túc tiếp tục mà 7 giờ rồi nó cúp tới tới chiều nữa nè. Không, cái chuyện mà cái bổn phận của mình thì mình phải làm, mình sắp xếp như vậy. Nhưng mà cái diễn tiến của pháp á, nếu thuận lợi thì mình làm đúng như vậy, còn nếu không thuận lợi thì mình chuyển qua cái khác, thấy không? Đó, thành ra đó chúng ta phải hiểu vậy để mà mình vượt qua tất cả những cái phiền não. À, chính vì thủ thủ mới hậu, à, mà khổ đau nó mới phát sanh, mà hả thủ diệt thì hữu diệt. Mình mở ra, mình đừng có trói buộc lại hả, mình càng trói buộc thì càng khổ đau. Mình mở ra thì nó an ổn, thấy không? Đó thì à mình thấy vậy. À do gì, do vô minh phiền não thì mới tham, mình mới sân, à mình mới chấp thủ. À, mà khi mà mình hiểu biết được, mình xả bỏ, mình buông bỏ thì sao, trí tuệ sanh. Mà khi trí tuệ sanh rồi á, thì những cái sai lầm chấp thủ dính mắc mình xả bỏ thì nó đem đến an lạc. À hả, thủ diệt thì hữu diệt. À mà hả, thủ diệt thì vô minh diệt. À mà hả, minh sanh á thì vô minh diệt. À, mình phải hiểu như vậy đó. À đó thì mình sẽ đem đến cái an lạc, và cái sự tu tập mình mỗi ngày nó một tiến bộ. À luôn luôn tỉnh. À, tại sao mà mình sân, nguyên nhân tại đâu? Tại vì mình muốn được như vậy mà nó không được, mình mới sân, không? Mà khi mà mình muốn được như vậy á, là tham. À mà hả, tham á, là vô minh. À rồi tham không được, sân, sân là vô minh. À từ đó để mà mình thấy, à mỗi lúc tham là vô minh, mà vô minh á thì à, phiền não khổ đau. Mỗi lần sân lên à, vô minh, mà vô minh là phiền não khổ đau. Để gì? Để mình chặt đứt nó. Mà khi mà biết được là tham, biết được là sân, là có sự tiến bộ. À mặc dù là nó sân khởi lên mình mới biết, nhưng mà còn đỡ hơn là nó ngự trị, nó sai sử, nó chế ngự mình mà mình không biết gì hết. Thì bây giờ mình biết được là mình cũng có được một bước tiến bộ đó. À, từ những cái kinh nghiệm quý báu, những cái tiến bộ nhỏ, lần lần nó mới đạt đến cái tiến bộ cao hơn. Cái vấn đề mà mình phải có kế hoạch, mình phải có sự sắp xếp cho những cái công việc. Nhưng có đôi lúc tất cả diễn tiến của các pháp đó, nó không phải như mình mong muốn, thấy không? Đó thành ra đó, thuận pháp tùy pháp, à để đem đến cái sự an ổn. Mình đừng có bắt buộc tất cả các điều kiện hoàn cảnh bên ngoài như cái ý của mình thì mình đem đến khổ đau, mà chúng ta chuyển đổi cái ý của mình nó phù hợp với điều kiện hoàn cảnh
thì nó sẽ đem đến sự an vui. Hai cái rồi là chấp thủ dính mắc, mong muốn tất cả phải như ý mình thì khổ đau, mà mình sẽ chuyển đổi để thích hợp với điều kiện, với hoàn cảnh thì sẽ an vui vậy thôi đó. Cho nên mình cứ luôn luôn xem xét để sống thân pháp tùy pháp, thì mỗi ngày chúng ta sẽ tu tập tiến bộ và đem đến an vui. Còn nếu mà mình cứ bám níu chấp thủ dính mắc thì đem đến khổ đau. Dạ, xin chúc cô Kim Nhung nhiều sức khỏe an vui, chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ, sa thú lành thai, con thấy Kim Dung đã nói con hiểu rồi. Con kính tri ân sư Pháp Thanh. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh cứ tưởng đâu Kim Dung còn đưa tay nữa nên chậm trễ. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Cảm ơn Kim Dung, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sa thú lành thai. Con thấy sư, con nghe sư nói trả lời câu hỏi của Kim Dung, con phát hiện ra nhiều điều. Và cảm ơn Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu tại sao mình phải khổ. Mình từ cái chấp mình phải khổ, mình không chấp thì mình bớt khổ. Chuyện nó vậy đó mà không 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 có nghĩ ra, tức là con cái vô minh của con còn quá nặng. Và bây giờ con nghe sư nói từ cái ngồi thiền rồi, từ những cái việc mà muốn đi làm phước này kia nọ, thì rõ ràng con này dướng vô cái đó rất là nhiều, tự trách mình tại sao mình gì, tại sao mình kia. Đúng là mình tự làm khổ, tức là vô minh rất là nặng. Con thành kính tri ân sư và cảm ơn câu hỏi của Kim Nhung. Hồng Mai ơi, Hồng Mai có chút máy không? Quang Thanh bây giờ có chút máy nè. Quang Thanh có câu hỏi gì không? Quang Thanh, alo, sau bài giảng của sư, sau cái bài trả lời của của sư với Kim Nhung, Quang Thanh có nghĩ ra được điều gì không? Nếu Quang Thanh nghĩ ra điều gì thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay Quang Thanh. Như Ngài Trí Đức nói, mình học mình phải hỏi. Đồ đang trực hả? Rồi thôi thà đó. Alo, Hồng Mai có trước máy không? Hồng Mai, Hồng Mai cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Rồi mời Hồng Mai nghe sau cái bài giảng của sư, rồi nghe câu trả lời của sư đấy Kim Nhung. Hồng Mai nghĩ như thế nào? Kính mời bằng tay Hồng Mai. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, Sư Pháp Thanh, Sư Trí Đức. Kính chào toàn thể đạo tràng, kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con thấy em thấy là sư giảng rất là rõ và Kim Nhung câu hỏi rất là hay. Thì em thì trong thực tế thì em cũng không có tu hành đến đâu hết nữa. Pháp học thì em cũng còn dở lắm, nhưng mà em có được cái này thì khi mà học và hành cùng song song á, thì khi mà những cái pháp mà đến với em á, thì em luôn luôn em suy nghĩ là nó tới với mình như thế nào, em tìm ra cái nguyên nhân và em là quán cái tâm của em, là tâm em trong trạng thái nào khi mà tiếp xúc với cảnh, với trần, với những cái pháp mà đã đưa đến cho em. Rồi qua đó, nếu mà giả sử như là em phát hiện ra em sân, thì qua cái giai đoạn đó thì em sẽ rút kinh nghiệm trong cái bài học mà em đã được coi như là thực hành
để cho lần sau nếu cái trường hợp đó xảy ra thì em hiểu và em đỡ phản ứng ra. Thì từ những bước tập tễnh đầu tiên khi mà tu học đến bây giờ thì em thấy em có từng bước, mặc dầu chậm nhưng mà nó có tiến triển, thì em không chấp nhiều và em không có thủ hoặc hủ nhiều như hồi xưa. Nói chung là khi mà em gặp cái trường hợp mà một cái hoàn cảnh nào đó, một cái câu chuyện nào đó mà em cảm thấy rằng khi mà mình tham gia vào câu chuyện này á thì nó không có giúp ích được gì mình hết trơn á, và nhiều khi nó cái tâm sân khởi lên rồi những cái phiền não nó sẽ đưa đến cho mình á, thì là em sẽ không không tham gia hoặc là im lặng. Và em cảm thấy là càng ngày khi mà học đạo và hiểu á, thì sao em xa rời những cái con thưa xưa á, thì không biết là con đúng hay là con sai, nhưng mà nhiều khi trong họ hàng thì con cảm thấy một nhóm thì con cảm thấy là cái tâm con nó sẽ xao động, nó không được yên, nó không được bình thản, nó không được bình lặng á, thì con sẽ không tham gia vào cái nhóm khúc đó mà con sẽ đứng tách ra, hoặc là con cũng có tham gia nhưng mà hạn chế thôi. Thì mình có như thế là mình có đúng hay là sai thưa sư? Tại vì con thấy nếu mà tâm con nó không có được yên á thì con sẽ không tham gia vào, thì con thấy là nếu mình tham gia vào thì tham cái sân sẽ xảy ra, và như thế là không có tốt. Và khi mà con gặp những trường hợp khác, cho tỉ như là con có một cái kế hoạch là cúng dường, đi cúng dường vào ở một con chùa nào đó, thì những bước đầu á con cũng như bạn Nhung là con cũng lao sao, con cũng rất là não như thế nào, cái việc ấy ra làm sao, mình phải sắp đặt như thế nào, thì con đoán là cái tâm con xong nó lộn xộn quá thì con sẽ ngừng lại và con sẽ nói thôi bây giờ từng bước đi, là những cái chuyện mà trước mắt mình làm được á thì từ từ con sẽ làm, rồi những cái gì mà mình không có giải quyết được á thì mình sẽ hỏi han những người xung quanh, những người đã đi trước, những người có kinh nghiệm để mình học hỏi và mình rút tỉa được những cái hay để mà mình làm cho nó được tốt đẹp, nhưng mà cũng không có dính mắc vô nó phải tốt như thế này, tốt như thế kia, hoặc là theo ý mình, thì con là tùy duyên. Con có được cái may mắn là con có được một người con trai là bây giờ đã tu tập ở chùa Bửu Long á, thì đứa con trai đó cũng giúp ích con rất là nhiều. Khi ở nhà thì cháu cũng trao đổi Phật pháp với con, và cũng qua cháu thì con cũng cảm thấy là từng bước mình nó vững vàng hơn và nó hiểu ra từ từ hơn. Thì ở trong pháp trong tu thiền cũng vậy, hồi trước khi vào tu thiền thì con cũng rất là nguyên tắc và khuôn khổ, nhưng mà từ khi mà con hiểu ra được là để pháp nó vận hành riêng và để nó tự nhiên mà nó vận hành thì nó tốt hơn là mình phải gò ép. Tại vì khi mình gò ép vô cái khuôn khổ nào đó thì mình không có quán được cái gì hết, mà nó tâm sân nó nổi lên rất là nhiều đó. Cho nên là con cảm thấy là từng bước con được mở mở ra từ từ, mặc dầu không bằng ai nhưng mà cũng thấy là cũng đối với con là con cũng cảm thấy là cái phiền não nó đỡ hơn. Và con biết tại sao con khi con phiền não thì con tìm ra nguyên nhân tại sao mình phiền não, và từ từ con gỡ ra thì con cảm thấy là nó yên ắng hơn, là nó con như tâm con rất con an vui hơn là những cái bước đầu mà con không hiểu. Thì những cái lời dạy của sư, những lời sư giải đáp thắc mắc của bạn Nhung á, thì con cảm thấy là những cái đó là mình cũng mãi và mình đã từ từ gỡ ra được. Lúc này là dĩ nhiên là mình không có phải là hoàn hảo, nhưng mà mình cũng không còn chấp nữa, mình ít chấp hơn, và mình khi mà mình hành động hay mình đó thì mình thấy ra được nó, là mình không phản ứng nữa, mà mình sẽ thu thúc lại và không có để cho cái phiền não nó lôi kéo mình như như hồi xưa nữa. Dạ thì con em con có những cái trải nghiệm như vậy, thì có gì xin nhờ sư xây dựng dùm cho con, để con càng ngày con càng tiến triển hơn và càng nắm được pháp hơn,
Và qua cái pháp hành thì con sẽ rút ra được những cái bài học để đưa qua thực tế, để cho con tâm con được an vui hơn, và để được sớm mà hiểu được những cái gì mà Phật đã dạy và rút tỉa nó qua đó, thì qua thực tế thì con sẽ được an vui trong cảnh giới này. Và dạ, con xin cảm ơn sư đã lắng nghe, xin cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe, và dạ, con xin nhường mic lại cho sư ạ. À. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì khi mà chúng ta là một cái người mà học, tìm hiểu, thấy không? Nó có bốn chữ H, học. Mà không phải mình học mình cắm đầu cắm cổ mình học cho thuộc thôi, nhưng mà học sao mình phải suy tư, trí văn rồi đấy, trí tư. Mà cái chỗ nào mà mình cảm thấy còn còn vướng bận, còn hoài nghi, còn gì đó mình thắc mắc thì phải hỏi, thấy không? Hỏi để tìm hiểu cho nó kỹ càng, nó thấu đáo. Học, học, hỏi. Học, hỏi. Rồi mình mới nhờ khi mà mình thấu đáo rồi đó, cặn kẽ mình hiểu. Mình hiểu cách tận tường, chứ không có nửa giờ. Đó, học, hỏi, hiểu. Khi mà mình hiểu đúng rồi, thấu đáo rồi đó, mình mới hành. Thì cái nguyên tắc nó là phải vậy. Rồi cái gì? Cái hành này đó, cái phương pháp hành của Đức Phật không phải là cái gì mà nó cao siêu. Mình hành mình sẽ đạt được những cái gì nó từng bậc song song. Hồi xưa mình đau khổ nhiều, tại mình chấp thủ nhiều. Khi mà mình phản tỉnh, mình tìm hiểu rồi đó, không? Mình bỏ được một chút, mình sửa đổi được một chút thì mình được hạnh phúc an vui một chút. Mình chấp thủ càng nhiều thì mình càng đau khổ nhiều. Mình chấp thủ nhiều, mình cầu toàn quá thì nó cũng khổ, thấy không? Đó, tất cả các cái pháp nó xảy diễn á, không phải là cái nào nó cũng trọn vẹn á nha. Mà mình muốn cái gì nó cũng tròn như cái vòng tròn hết, mà muốn cái gì nó cũng tròn như cái trái cam hết là đâu có được ha. Chứ thật ra mình nói cái trái cam nó tròn, mình nhìn kỹ nữa, trái này nó cũng khác, trái kia nó cũng khác. Nó tròn nhưng mà nó tròn một cái mỗi cách cái khác nhau, thành ra mình cầu toàn quá nó cũng khổ. Mình buông lung quá cũng khổ. Mà mình cầu toàn quá mình ấy quá nó cũng khổ. Cho nên á là mình phải biết chấp nhận tri túc, chấp nhận theo cái hoàn cảnh, tri túc theo cái điều kiện mình có nhá. Thì sao là mình đi trung đạo, mà đi trên cái con đường trung đạo là sẽ được an vui, dễ vui buông lung, nó là cực đoan.
mà quá tinh tấn, quá quyết liệt, quá nó là cũng là cực đoan. À, cho nên là chúng ta phải biết phản tỉnh xem xét, rồi chúng ta phải chấp nhận theo cái điều hoàn cảnh, chấp nhận theo cái điều kiện hiện có, là rằng mình tri túc thân pháp tùy pháp, thì mình sẽ vượt qua những cái chấp thủ, những cái cực đoan, thì chúng ta sẽ được hạnh phúc an lạc. Thành ra đó Đức Phật nói sao, khổ đau cũng tại nơi đây, mà giải thoát cũng tại đây. Tại sao? Tại trong cái tâm mình thôi. Cái tâm mình mà dính mắc chấp thủ khổ đau, quyết liệt cầu toàn phải như thế này phải như thế kia thì đau khổ. Còn mình biết xả bỏ, tại vì cái duyên nghiệp nó là vậy đó, mình chấp nhận cái hoàn cảnh. Trời ơi, bây giờ thời tiết nó nắng quá mà bây giờ tôi muốn cho nó mát mẻ, tôi chạy chỗ này chạy chỗ kia chạy chỗ nọ thì bực bội khó chịu là tại vì trong nội tâm mình. Cho nên bây giờ mình mới bị đau khổ, cho nên cái nóng bức đó, nó mới nhân lên, nha. Còn bây giờ biết tại cái mùa này mùa nắng thì nó phải vậy đó. Bây giờ mình có chạy đến chỗ nào thì nó cũng vậy nè, thấy không? Cái thời tiết này nó nóng 37 độ, bây giờ mình chạy chỗ nào đi chăng nữa cũng là 37 độ, thấy không? Bây giờ nếu mà mình nói là sắm máy lạnh rồi á, đâu phải máy lạnh nó chạy hoài được, có nhiều lúc nó cũng hư, thấy không? Rồi nếu mà bị cúp điện rồi sao, thấy không? Đó, thành ra thì biết thì bây giờ cái mùa hè thì nó phải nóng vậy thôi, nhưng mà nó nóng một tiếng hai tiếng đồng hồ rồi lát thì đầu nó cũng từ từ nó dịu rồi nó cũng mát nó lại, đó. Mùa đông mà bây giờ nó lạnh quá thì mùa đông nó phải lạnh. Bây giờ mùa đông mà muốn nóng mà đâu cũng được. Đó, thành ra mình xả bỏ cái sự chấp thủ, chấp nhận điều kiện hoàn cảnh hiện có. Thành ra mình đừng có bắt buộc cái thời tiết nó chuyển đổi theo cái tâm của mình, mà mình phải chuyển đổi cái tâm mình phù hợp với cái thời tiết thì nó sẽ được an vui. Thành ra chính cái đó là cái pháp hạnh, chứ không đâu xa hết. Chính cái sự chấp nhận đó là cái con đường giới định tuệ mà chúng ta áp dụng vào cái đời sống hàng ngày. Khi mình như nãy xin nói hả, thủ thì hữu, mà mình thủ diệt thì hữu diệt, mà thủ hữu là phiền não khổ đau buồn rầu ức ức khóc than, mà mình xả bỏ được một chút thì sẽ được an lạc một chút, xả bỏ nhiều thì mình được an lạc nhiều. Cho đến khi nào mà mình xả bỏ hoàn toàn thì mình sẽ được an lạc hoàn toàn. Anh nói Đức Phật nói cái khổ đau an lạc cái niết bàn, nó không phải ở bên Ấn Độ, bên Miến Điện, không phải ở đâu hết, mà ở ngay chính trong nội tâm của chúng ta. Khi mình dính mắc chấp thủ, dính mắc chấp thủ rồi cũng cái tâm mình. Mà khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta hành xả, trí tuệ,
chánh niệm tỉnh giác thì sao? Thì cũng ngay chính trong nội tâm chúng ta à, mà khi mà mình hành xả chánh niệm tỉnh giác thì lúc đó là vắng mặt của khổ đau, là niết bàn. Nhưng mà sao phàm nhân mình, ném được chút xíu à, ném qua được chút xíu, thoảng qua chút xíu rồi sao? Còn lát mình cũng chạy theo cái trần cảnh bên ngoài, rồi phiền não nó tiếp tục, nó phát sanh nữa. Nhưng mà mình diệt được một chút thì mình an lạc được một chút, mình diệt trừ được ngay một phút thì mình được an lạc một phút, thấy không? Đó, rồi á, cho đến khi nào mà trở thành bậc thánh vô lậu, tứ đạo tứ quả, thì mình mới mới diệt trừ hoàn toàn, thì mình được an lạc hoàn toàn. Ha? Thành ra cứ cứ từ từ, cứ từ thông thả cái pháp hành ha, là trong đời sống này, chứ không phải chừng nào tụng kinh niệm Phật, chừng nào mình hành thiền mới mới là pháp hành. Có pháp hành Đức Phật dạy là để áp dụng ngay trong đời sống này, ngay trong cái sinh hoạt hàng ngày, mình biết phản tỉnh xem xét với trí tuệ thì chúng ta sẽ được an lạc vậy thôi. Chứ không phải là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, phải hạ thủ công phu, đóng cửa tu tập 7 ngày 7 đêm. Đó, cứ thông thả, mình ráng, mình nỗ lực, mình gìn giữ chánh niệm tỉnh giác, trí tuệ đầy đủ một phút là an lạc phút. Biết đâu sau một phút đó rồi bắt đầu phiền não nó dấy động thì khổ đau. Thì đó, nó giống như cái quả lắc đồng hồ đó, cứ đau khổ hạnh phúc, đau khổ hạnh phúc, đau khổ hạnh phúc. Chừng nào mà cái quả lắc mà nó hết dây thiều, đứng yên, lúc đó mới là bất động, mới được an lạc tối thượng, hạnh phúc hoàn toàn. Xin giải thích cái thắc mắc của Văn Thanh, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú lành thai, dạ con đã thấy hôm mai đã kính tri ân sư rồi. Dạ con, dạ cảm ơn thiền vũ. Dạ con cũng thành kính đảnh lễ tri ân sư đã giảng giải câu hỏi của hôm mai, rất thiết thực cho cuộc sống Phật tử của chúng con. Nhưng mà bây giờ nhục mình thấy tô thì phụng rất là hoan hỷ với câu trả lời của thượng thọ Pháp Thanh. Tô thì phụng ơi, hôm nay cầm mít được không? Alo, alo. Tô Thị Phúng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cầm mic được không? Ồ, không cầm mic được à. Rồi, mic ế. Nhưng mà cô không ế đâu, còn mấy phút nữa thôi. Dạ, kính mong đạo tràng có vị nào hôm nay đó, Quỳnh Giang Nhật Hà đó, tạm gì với Kim Nhung. Vô đạo tràng ngồi im ru hả Kim Nhung? Kim Nhung nghĩ sao? Kim Nhung nói với Nhật Quỳnh nghe thử coi. Alo, Kim Nhung. Kim Nhung nghĩ như thế nào hôm nay Quỳnh Giang Nhật Hà vô ngồi em ru giả nai hả? Giả nai giống như mình trốn vậy phải không? Anh tưởng là không có mình vậy phải không Kim Nhung? Dạ bây giờ đó có 1001 người mời Quỳnh Giang Nhật Hà trốn đâu cho khỏi nè. Alo Quỳnh Giang Nhật Hà. Alo, Quỳnh Giang Nhật Hà đâu rồi? Làm cái gì mà hôm nay vô trong room ngồi im ru vậy? Không hề nhúc nhích, không hề cục cửa luôn vậy? Alo, alo. Đi hay là đang đi trực tiếp á, Kim Nhung? Hay là đang đi trực tiếp nên là ngồi im ru vậy, Kim Nhung? Dạ. Dạ, bây giờ Quỳnh đặng sâu quá rồi. Mà con cũng mấy phút thôi. Dạ, con xin thư giải thích giùm con cái thắc mắc của con.
Nãy giờ con nghe quý vị có những cái thắc mắc mà sư trả lời cũng rất là chính xác để cho con học và để cũng hành theo. Nhưng mà bản thân con thấy năm nay con rất là dễ vui bạch sư. Nghĩa là không thấy tiến triển gì trong cái giáo pháp này hết. Một là sức khỏe không có, hai là dịch bệnh như gì. Mấy năm trước giờ này con đã lên kế hoạch rồi. Về Việt Nam, ngày nào đi qua ngày nào, chuẩn bị mua vé máy bay ngày nào để mà mua được vé sale. Rồi về thì về ngày đó thì sẽ được đi những cái chùa nào ở Việt Nam. Thí dụ đi Siêu Lý Vĩnh Long, đi Tứ Phương Tăng, hoặc là đi Viên Giác, đại khái là gì, chùa Ngọc Đạt. Nhưng mà năm nay thì con như bị dịch, con khờ là bạch sư. Con không có một cái gì để mà chuẩn bị cho cái hồi nãy con nghe Kim Nhung nói là chuẩn bị cho mùa dân y hồi này kia nọ. Con bây giờ giống như là khờ luôn vậy đó. Dạ, không biết tính gì, không biết làm gì, không biết gì, cứ để lặng lẽ trôi qua. Thì bạch sư, sư cho con hỏi như vậy có phải là con quá dễ vui không? Cái bệnh dịch cả thế giới này nhìn vô, ví dụ như miếng điện đi, con rất là thích đi miếng điện, tại vì đi miếng điện thì những cái trường thiền mình làm phước con rất là vui. Mà thí dụ như mình đi trường thiền Bao Âu hoặc là những cái trường thiền khác, nhất là trường thiền Bao Âu thì con có ấn tượng rất là mạnh. Thì bây giờ thì thấy trời ơi, nhìn qua dân Miến Điện quá chừng khổ, chết chóc quá chừng, tan tóc quá chừng. Thì thật sự mình không biết ngày mai của mình đang như thế nào. Thì có phải là con thụt lùi trong giáo pháp này không bạch sư? Con kính dân Bích Đánh Sư, sư chỉ dạy dùm cho con. Vắn tắt thôi, cũng đã sắp hết giờ. Dạ, con kính dân Bích Đánh Sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Hồi đó trong một bài pháp thì ngài Hòa Thượng Xuê Minh á, ngài có dạy hồi ngài đi tu hồi mới có 7-8 tuổi à. Thì quý vị biết là cái ngôi làng mà ở dưới chân núi mà cái chỗ đá vàng đó ở trên gọi là Chatio đó, thì cái làng của ngài ở ở ở dưới cái chân núi đó. Ngài cái pháp mà người ta thường gọi là cái tên của ngôi làng là Sue U Min. Sue U Min là cái động vàng. Tại hồi xưa trong cái làng ngài có cái hang ở trong đó, cái người ta vô người ta mươi, người ta kiếm được có vàng. Rồi cái ngày thành ra cái đó là cái tên cái làng của ngài. Thì ngài đi học ở ở ngoài xa mà lâu lâu mới được cho về nhà thăm nhà. Hồi đó là ngài còn nhỏ, 9-10 tuổi, lúc đó ông nội còn, mà về á là không có ở nhà. Về là sáng bữa nào cũng còn trẻ mà còn nít, ham leo lên trên cái cục đá đó, leo lên trên cái chỗ mà thờ Xá Lợi đó, ngày nào cũng chạy lên trên đó, rồi tới chiều chiều mới về. Thành ra ông nội ngày bữa đó mới nói vậy nè, ông Phật ở nhà không sao, không lại ổng, mà chạy lên tuốt ông Phật ở trên núi làm chi vậy? Khi mà chạy lên núi đó, lại ông Phật ở trên núi, ông Phật ở nhà ông buồn, thấy không? Thành ra đó, có đôi lúc á, mình cứ tính toán kế hoạch đi chùa này chùa kia chùa nọ mà cái chùa ở nhà mình quên, thấy không? Thành ra đó, chúng ta có sắp xếp những cái kế hoạch để đi tạo phước thế này thế kia thế nọ, nhưng mà
nó thần nhiên, thì mình đi làm phước. À, mình đi dân y chùa này chùa khác, mình đi trai tăng, mình đi hùng phước, mình đi đặt bát chùa này chùa khác. Còn bây giờ nó không thuận duyên, à, hoàn cảnh điều kiện nó như thế này thế khác, mà sức khỏe mình như này thế khác, à, thì mình đi chùa nhà đó. À, bây giờ mình bệnh quá mình đi không được, mình nằm trên giường mình niệm Phật, à, mình chánh niệm tỉnh giác thì cũng tốt chứ có gì đâu. À, đó, tại vì sao chấp thủ rồi phải đi báo, phải đi viên giác, phải đi siêu lý, phải đi ngọc đạt, phải đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ đó. Đó, thành ra mình mới đi không được, cái mình buồn, mình nói thiếu duyên, thiếu khước, thiếu này thiếu nọ, mà nó có một cái chỗ nó sát bên mình mà mình chịu làm, mình dễ hoàn thành ra đó. Thủ là thủ, má thủ thủ là phiền não khổ đau nè, còn chánh niệm tỉnh giác trí tuệ thì sẽ an lạc vậy thôi. À, thành ra ráng kế hoạch đi chùa này chùa kia chùa nọ gì đó cũng tốt lắm, nhưng mà ráng cái chùa nhà của mình á, ngài hòa thượng nói sao không, mỗi ngày phải lao cái ông Phật trong tâm mình đó, mình đi chùa nhà mình lao ông Phật trong tâm mình là mình sẽ được an lạc hạnh phúc. Và bây giờ thì thời gian cũng hết, à, mời cô Nhật Quỳnh sám hối rồi sư sinh, hay là hoặc là cô Kim Nhung sám hối rồi sư sinh phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt với phước báo này. Kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, à, chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên hoan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh vượt qua những khổ đau chướng ngại trong đời sống, bệnh tật tai hại, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú lành thay, dạ con kính tri ân sư Pháp Thanh đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con sau khi nghe pháp ạ. Dạ con xin được thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamange na quan đề hằng ba đa bằng sùng pha rút ta mang bút thề dô khá lý tô đô sô bút thô khá ma tu tăng ma măng. Uttamange na quan đề hằng tham anh cha đu vít hằng qua răng tham mê dô khá lý tô đô sô tham mô khá ma tu tăng ma măng. Uttamange na quan đề hằng sang thành cha đu vít hô ta mang sang khê dô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma măng. Ya de wa ta sang ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta tham ma da ne na pha wan tu bu chi ta so thình ka ron te tha vi ha ra man da le. Thế ra cha mai cha na wa ka cha phi kha vô sa ra mi ka da na ba ti u ba sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra phụ ta sukhita pha hoàn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta a tha vô pa pa ti ca nhiều già ni căng tham ma qua rằng ba tích cha tê sập về bi đục kha sa ca ron tu sang kha yang. Tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham mát tha ra cha bốc ra ra sang khô hô tu sa mắc vô quá át tha cha cha hi ta cha cha âm hê rắc khăn tu sát tham mô sắp bê bi tham ma cha ri nô. Vô thình sam ba bu này ya ma tham ma ri yap ba quê đi tê. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự tháp những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hằng hà sa, từ khâu chẳng luận trẻ già
cao hạ, trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại thông thường, noãn thai thấp hóa khí nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đầy. Cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con tấn hóa trong pháp Phật roi giáo truyền. Do sự phước báu mà chúng con đã học pháp nơi đây, chúng con xin thành tâm dâng phần phước thiện này đến tứ đại thiên vương, vua trời Đế Thích, đến tất cả chư thiên Cản Thác Bà, Cửu Bàn Trà cùng Long Vương, Diêm Vương dưới nước trên bờ. Xin các ngài hoan hỷ thọ nhận, và sau khi thọ nhận rồi, xin các ngài tùy hỷ phước này để hộ trì chánh pháp được tồn tại dài lâu. Do sự phước báu mà chúng con đã học pháp nơi đây, xin hồi hướng đến các bậc thầy tổ cùng thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã học pháp nơi đây, xin nguyện làm nhân duyên giúp cho chúng con đời nào cũng gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn để tu tập đưa đến đoạn trừ phiền não sanh tử luân hồi. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng bài pháp hôm nay ạ. Dạ, kính chúc quý sư, quý cô tu nữ, kính chúc đạo tràng được an vui trong cuộc sống. Dạ, trân trọng kính mời quý vị trở lại Dung Phật Giáo Nam Truyền vào các ngày thứ tư hàng tuần lúc 4 giờ sáng đến 6 giờ 30 để chúng ta lại được nghe sư Pháp Thanh giảng các bài kinh ạ. Trong quá trình thực hiện các nghi thức của lớp, nếu có sơ sót gì, con xin được sám hối và kính mong đạo tràng qua. Kính cảm ơn đạo tràng ạ. Dạ, giờ đây xin được chuyển mic đến cho chị Nhật Huỳnh để đạo tràng được nghe băng tụng kinh và đóng room. Dạ, xa thú ạ. Vi đô cô dân vi chẳng na la pa di tâm vi đô khăn sanh khi tề na bành chú ba đà na khăn tha đúng khăn ca tập mạnh cha phi ca huệ đúng khăn ariya sang chẳng cha chi vi đúng khà cha ra vi đúng khà ma ra năng vi đúng khăn sô cáp ba ri đề qua đô ca đồ ma na su ba ya sa bi đô ha âm bi về hi sầm ba yô go bi đô cô bi về hi vi ba yô go bi đô cô dần biết chẳng na la pa chi tầm bi đô khăn sằng khít tề na bành chú ba đà na khăn tha đô kha ca tâm mạnh cha phiết kha huệ đúc khăn ariya sát chẳng cha chi bi đúc kha cha ra bi đúc kha ma ra năng bi đúc khăn sô ca pa ri đề qua đô ca đồ ma na su ba ya sa bi đúc kha âm bi về hi sầm ba yô go bi đúc khổ bi về hi viết ba yô go bi đúc khổ dần biết chẳng na la pa ti tam bi đúc khăn sanh khiết tề na bành chú ba đà na khăn tha đúng khăn